Xin chào bà con, hôm nay tôi sẽ chia sẻ một giải pháp sinh học cực kỳ hữu ích để cải thiện đất trong và phân hủy rơm ra hiệu quả. Đó chính là Trichoderma, một loại nam có lợi cho cây. Trichoderma giúp đất tơi xốp hơn, giữ ấm tốt, tạo điều kiện tuyệt vời cho rễ cây phát triển khỏe mạnh. Không những thế, Trichoderma còn xử lý rơm ra siêu nhanh, giúp bà con tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể. Vậy Trichoderma mang lại những lợi ích gì? Đầu tiên, đất trong của bà con sẽ trở nên tơi xốp, dễ thấm nước và giữ ấm lâu hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa khô hạn. Thứ hai, Trichoderma giúp phân hủy rơm ra thần tốc. Thay vì để rơm ra từ phân hủy trong nhiều tháng, giờ đây chỉ cần dùng Trichoderma, rơm ra sẽ biến mất chỉ trong vài tuần, trở thành nguồn phân hữu cơ giàu dinh dưỡng cho cây trồng. Hơn nữa, Trichoderma còn giúp cây trồng khỏe mạnh, chống chọi với bệnh tật. Loại nam này sẽ cạnh tranh với các nam gây bệnh, bảo vệ cây trồng của bà con. Nhờ đó, cây sẽ xanh tốt, cho năng suất cao hơn. Cách sử dụng Trichoderma cũng rất đơn giản. Bà con chỉ cần trộn đều Trichoderma với rơm ra hoặc chất hữu cơ, giữ ấm và ủ trong vài tuần là đã có ngay nguồn phân hữu cơ chất lượng. Thấy chưa, Trichoderma thật tuyệt vời phải không nào? Hãy thử ngay để có những mùa vụ bội thu nhé! Cảm ơn bà con đã theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. Chúc bà con mùa màng thắng lợi! Dubland.vn